thiệt pháp giới mong muốn chư Phật thải hồi thất xa văn tùy xứ kết tiền vân thành ý phương vân chư Phật thiền toàn thân. Nam mô Nhãn Vân Cúng Sàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Nhãn Vân Cúng Sàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Thành Phật. Tiên cũng thỉnh mời thành mẫu đệ nhị địa tiên nguyện xưa nay giáng trên đền đông quốc kẻ thủ quy y tô tất đệ đầu duyệt đinh lễ thất cầu chi ngã kim sinh tăng đại chuẩn đệ thư nguyện tùy bi dị gia hộ nam mô tát đa đẳng tăng liệu tam bồ đề câu chỉ đắc đất diệt tha ác chiết lễ chủ lễ chuẩn đề sa ba nam mô thanh lương địa bồ tát ma trên đàn hải ngạn nô nhiệt minh hương gia du tử bộ lưỡng hương hỏa lội đắp thanh nương trí tâm kim tương nhất chú biến thợ phương nam mô Nhãn Vân Cúng Sàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Nhãn Vân Cúng Sàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Thành Xã Hồi Cúng tiếp lập mỗi thề miếu lên bàn cảnh sắc nghi phong chữ vàng ngôi đền thờ linh ngưng bốn phương Oh.
một bầu sơn nga thủy hữu tình mây to đã mọc xanh xanh như in sắt tầm phòng anh linh đề nhất ai có hương dần dần ở điện chung thank you.
ngã tiến thời lại với người tiến. Mây ngũ sắc chúa thương sáng hạ lòng trần xem xét ra sao nhân nhân làm sớ chiếu
hoa nhỉ, khai tốc long bộ hành song ngang tập cờ diệt phong minh phải chúng má thần thì ca lăng tâm ra ác từ bi bất chúng sinh có cả kim tinh tế khai quang và chúng má văn nhân nhân gia cô tu vật vật tổng giai không đinh một khai chiêu sư giao hoa hồng bảo kho hoang về làm lễ bảo kho độ cho đệ tử đời đời vinh hoa bốn mùa phải lang thang qua phẳng lang thang qua bốn mùa phẳng lang thang qua mùa xuân cửu lộc thu đông tiết tài hạ về tấm ngay trừ tài thank you.
dâng công thiên bảo chúc. Say lại tình
hoàng say với non sông. Chuyện tháng ngày lúc tỉnh lúc say, quan hoàng bầy đồ ai biết được. Hương thơm khói tỏa ngút trời mây. Lào là liêu thủy nhĩ, cô tiệm thuốc nghĩ à, cô pha trà lấy ở sáng ngô liêu pha đâu là đâu các cô pha trà cũng đâu nơi đâu các cô giang tay mở khoa ý nghĩ đào độc đào độc đào sắp buôn con nhang để tụng ý nghĩ về lối vào sân bảo hai sơn sáng mưa sáng ô liu phà sơn bảo hạ sơn nhận
thương thường đôi vai, lặng gánh nghĩ thương thường, sống làm nên sống nghĩ cả buồn sương nghĩ chiếu quang minh khai nhị nhị thinh thành khai tâm thâm hoan hỷ khai túc lặng bộ hành song nhan thập cờ diệu quang minh phải chữ ma văn làm lễ bảo có hoang về làm lễ bảo có độ cho đệ tử đời đời vinh hoa bốn mùa phải là cát hoa đời đời về cho đôi chữ trường sinh. Ban lộc tiếp tài hoàng về ban lộc tiếp tài ban ngân ban xuyên cho đồng giàu sang cùng công danh ơn nhờ phật thanh lộc hoàng ban ơn trên đã xét soi. Thank you.
cần chung nâng nên bệ ngọc để các ngô lân mơ làm mời sức khoan hoang người rơi uống hoa mà sời giữa toàn. Đòi thoát ly trầm luân khi ông giáng lâm
về Nghệ An lễ ông quan hoàng, xin dựng treo làm ơn cho nhân đây mấy lời ca. Hành tuân lưu thúy bao xa, chúc ghế hoàng mãi mãi đẹp hào hoa. Dân ngũ ca thanh tâm, dân kính khói bay ngập trời ngàn ngào, khắp muôn ngàn nơi thương mong thanh ân xa hộ trì kế ông bình an. Văn đàn tâm thành chuyên nhất, đắm say cung bậc tâm thành cung kính nguyện kính xin thanh ông già hộ được muôn nhà phúc duyên tụ lại. Kế ông nhất tâm tiệc bày đàn tràng sẵn sớm tình thông, tu quân trông về sốt sang bao người lại đi xứ về xong con trầu lễ
khắp xếp bản đền, cậu về khắp xếp bản đền, sau cậu xem xét đền nam thế nào tâu lên bắt ngang tàu. Xin giờ nơi chi trường sinh thọ trường phụ cho vô vi định hoa. Khai quan dòng nhan gặp cờ diệp cậu về trước đàn duyên ngã tích đằng cung giả kim phụ hòa thân Phật thanh chúa thiên trên đường. Phùng thịnh như lai điểm khai khai thật nhận, khai nhận chiếu khắc minh, khai nhĩ nhĩ thịnh thanh, khai tâm tâm hoan hỷ, khai túc lăng bộ hành song nhan thập cờ diệp quang minh phải chứng mã văn. Nhân nhân giai cổ tốc vật vật tổng giai chiều sư tập và hồng hề. Yeah.
đừng vội chớ lo. Cậu tôi bảo rằng đừng vội chớ lo, đàn hay mà hát ngọt thì cậu lại mở kho cậu cho tài. Thank you.